về thăm phủ Tân An, nhớ viếng Long Phước bên Vàm Cỏ Tây. Chuông ngân dòng nước vơi đầy, hương cao dịu ngọt, hoa bài trắng thềm. Chùa xưa tích cụ uy nghiêm, quê hương còn mãi nhân duyên Bồ Đề. Chùa là nơi trang nghiêm, thanh tịnh. Những tưởng chỉ dành cho các vị sư, những bậc thầy tâm linh hay người lớn tuổi. Nhưng không, nơi đây, chùa Long Phước, khóa tu mùa hè lần 8 cho thanh thiếu niên đã tặng chúng tôi một góc nhìn hoàn toàn khác. Ngay cả khi nhóm làm phim chúng tôi túc trực gần như trọn khóa, nhưng cũng chưa chắc cảm nhận hết được những điều kỳ diệu về tuổi trẻ, tình thương và trí tuệ của các bạn trẻ tham gia khóa tu. Được sự đồng thuận và hỗ trợ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân phường 3, chùa Long Phước tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử lần 8 năm 2017. Thời gian 7 ngày từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2017 nhằm ngày 12 đến ngày 18 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chắc rất nhiều người cảm thấy lạ, không khỏi thắc mắc, phá phách, hiếu động như bọn trẻ thì đi tu cách gì? Bọn trẻ liệu sẽ học được những gì? Cả những thắc mắc đó đều được nhà chùa gom gọn thành gói hành trang hoàn hảo cho các bạn học viên trong 7 ngày nội trú tham gia khóa tu. Dạ, đây là lần tham gia đầu tiên và do bạn bè nói nên em mới biết được khóa tu này. Em muốn học hỏi là thử là mình có thể xa nhà 7 ngày và có thể là tự chăm sóc bản thân được chưa? Thì ở nhà thì được ba mẹ chăm sóc, nuông chiều đồ rồi. Thì bây giờ vô đây thì mình phải tự chăm sóc. Với lại các khó khăn mà là em thì thường không có ăn uống đúng giờ đúng giấc, nhưng mà vô đây là ăn uống đúng giờ đúng giấc nên em hay là đói sai cử. Lần đầu tiên tham gia khóa tu này thì em cảm thấy là vui. Đây là cái cảm giác đầu tiên khi mà mình đi lâu nó như vậy. Và với lại có thể quen biết được nhiều bạn bè ở mọi nơi để về đây cùng tham gia khóa tu mùa hè này. Năm nay, số lượng học viên tăng đột biến lên đến 520 bạn trẻ. Ngoài Long An thì còn có các bạn trẻ ở tận Vũng Tàu, Phú Quốc, Sơn La, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh tham gia khóa tu. Bạn nhỏ nhất chỉ 4 tuổi và lớn nhất năm nay đã 24 tuổi. Đa phần các bạn đã tham gia các khóa tu trước của chùa. Nhưng cũng có bạn chỉ mới tham gia lần đầu. Không có đăng ký. Dạ,
Bạn nào đã có đăng ký rồi xếp một hàng ra giúp chị. Bạn nào chưa đăng ký xếp hàng đăng ký bên trái các bạn. Công tác tổ chức và quản lý khó khăn bao nhiêu thì khâu nấu ăn cũng cực nhọc không kém. Chuẩn bị 3 bữa cơm chính và 3 bữa phụ mỗi ngày cho 520 học viên là cả một vấn đề. Tuy lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày rất lớn, nhà chùa vẫn kiểm tra rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơm tại chùa là những bữa cơm chay thanh đạm. Tuy không thịt cá, nhưng nhà chùa vẫn luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cho các bạn trẻ. Chưa tính đến hàng ngàn phần sữa, thức ăn nhẹ và các thực phẩm khác. Chỉ riêng gạo, các bạn học viên đã tiêu thụ hết gần 1 tấn. Đại đức Thích Lệ Trí vui vẻ chia sẻ rằng các bạn trẻ đã đến chùa thì đều là con của Phật, tâm hướng thiện, đều là mầm non tương lai của đất nước. Nhà chùa dù phải hết gạo cũng sẽ lo cho các học viên no đủ trong suốt khóa tu. Ra sông mới biết cạn sâu, ở trong lạch hói biết đâu mà dò. Ngoài các hoạt động hướng nội như tọa thiền tĩnh tâm, tụng kinh báo hiếu, những bài giảng về lòng hiếu thảo, về tình yêu quê hương, đất nước, các bạn trẻ còn được tham gia nhiều hoạt động hướng ngoại, vui chơi, văn nghệ, thỏa sức tỏa sáng tài năng của bản thân. Những trò chơi, hoạt động đó không chỉ đem đến niềm vui, tiếng cười, mà sâu bên trong còn cả những bài học quý giá mà các nhà sư nỗ lực gửi đến các bạn trẻ về tinh thần đồng đội. Về cảm nhận với thiên nhiên. Về những khó nhọc mà ba mẹ các bạn phải vượt qua mỗi ngày để chăm sóc con thơ. Thưa quý vị, khóa tu mùa hè tại chùa Long Phước lần thứ 8 năm nay với chủ đề xuyên suốt từ trước đến nay, đó là tuổi trẻ, tình thương và trí tuệ. Thì mỗi năm, mỗi chương trình của khóa tu đều có những điểm nhấn để các em phát huy cái tài năng trẻ, xây dựng được tình thương và phát huy trí tuệ của mình trên phương diện cái chủ đề chính như vậy. Thì năm nay ban tổ chức đã thiết lập được một cái mô hình là có hai vấn đề chính. Một là phát huy tài năng, hoàn thiện bản thân. Thứ hai là phối hợp và liên kết để xây dựng được cái sức mạnh tập thể vượt qua những chướng ngại và khó khăn. Hội trại năm nay là hội trại gọi là bất ngờ và sáng tạo. Tức là ban tổ chức sáng ngày thông báo chứ không cho biết trước. Cho nên các em phải tiếp nhận và có một cái hội ý rồi lên kế hoạch cho cái hội trại của mình. Và ban tổ chức đã nhận thấy rất là ngỡ ngàng với những cái sáng tác độc đáo của các em. Như vậy thì các em đưa vào trong hoàn cảnh phải làm sao là tỏ sáng cái tài năng của mình và cùng nhau hội ý và đưa ra những cái quyết định hay nhất. Thì chương trình điểm lửa trại năm nay
ban tổ chức cũng là đưa ra những cái mô hình là thi chung kết tài năng trẻ, đồng thời là có những cái sinh hoạt đồng đội bên lửa trại, tức là với cái quan điểm là bất ngờ, sáng tạo, thì ban tổ chức nhận thấy các em thích ứng khá nhanh và ngoài cái sự phong tải của mình. Điều ban tổ chức mong mỏi và nhắn nhủ đến các bạn trẻ cũng là một cái tinh thần gửi gắm cho các em trong 7 ngày tại chùa, chủ đề tuổi trẻ tình thương trí tuệ. Đó là mong rằng với những cái gì các em được thể hiện, được chia sẻ cùng tu học, là vui chơi trong chùa ngày qua, thì khi hòa mình vào xã hội, các em sẽ có được sự tự tin nhiều hơn, các em sẽ có được cái nội lực biết làm sao là hoàn thiện bản thân mình. Trước tiên là phải nỗ lực để phát huy hết tất cả những tài năng của mình. Xin được trân trọng mong mỏi các em sẽ là những tài năng trẻ cho một cái gia đình hạnh phúc, tài năng trẻ cho một cái ngôi trường thành công, và một cái tài năng trẻ là một cái thế hệ tương lai tốt cho xã hội. Hai ngày đầu tiên có lẽ là hai ngày khó khăn nhất với một số bạn. Ở nhà được nâng niu, chiều chuộng là thế, áo quần còn chưa giặt, cây chổi còn chưa cầm, lạ lẫm lắm. Nhưng các bạn phải tự học, tự làm, tự trải nghiệm. Cơm dù được nấu sẵn, nhưng muốn ăn phải tự dọn. Ăn xong phải tự dọn dẹp ngăn nắp theo thứ tự từng loại tô, chén, đĩa. Áo quần muốn sạch sẽ, thơm tho thì phải tự giặt, tự phơi. Lao động là vinh quang. Nhà chùa đã đưa câu nói này đến các bạn trẻ bằng cách thiết thực nhất. Muốn có cơm ăn, áo mặc thì phải bỏ ra mồ hôi, công sức. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Câu kệ được các bạn đọc trước mỗi bữa ăn, sao giản đơn, sao mộc mạc, mà thấm sâu vào tâm hồn con người. Bên cạnh việc ăn uống của các bạn trẻ, giấc ngủ cũng quan trọng không kém, nhằm giúp các học viên có đủ sức khỏe để học tập, vui chơi hết mình. Các bạn nam thì ngủ ở hội trường với sự quản lý của các quý thầy và huynh trưởng nam. Các bạn nữ thì ngủ ở giá lầu riêng biệt, được chia thành tầng theo độ tuổi của học sinh. Cấp 1, lầu 1. Cấp 2, lầu 2. Cấp 3, lầu 3. Với sự quản lý của các sư cô, huynh trưởng nữ. Cuộc sống tập thể khó mà không khó, đơn giản mà cũng không giản đơn. Và đây cũng là một trong những hành trang thiết yếu nhất giúp các bạn trẻ sớm thích nghi, hòa đồng với cuộc sống mai sau. Có bạn tâm sự, vài ngày đầu chưa quen ngủ tập thể, nhiều người như thế này rất khó ngủ. Nhưng chỉ sau một hai ngày, các bạn đã quen dần và vui đùa với nhau thân thiết lắm.
năng động nhiều lúc. Công việc quản lý các em thì ở đây có chia ra mỗi nhóm 60 người, mỗi nhóm đều có trưởng nhóm và phó nhóm để quản lý. Thì 10 trưởng nhóm đó sẽ có 5 huynh trưởng quản lý lại, còn có thêm 3 thầy và 2 sư cô để quản lý cùng, và ở trên cùng là sư phụ thầy Lễ Trí chỉ đạo cho các huynh trưởng và các thầy để hỗ trợ cái phần quản lý cho các bạn. Thì quý thầy và ban huynh trưởng thì chia nhau ra, buổi tối thì các huynh trưởng và quý thầy cũng chia nhau thay phiên người để thức trực cho các em cho đến sáng, để cho nó không có xảy ra những cái điều mà không mong muốn trong khóa tu ngày hôm nay. Sự quản lý và các em cũng được quan sát rất là tỉ mỉ và chặt chẽ. Thì cũng là bên ban chủ lực cũng gọi đến các bạn sau là trong ban chủ lực, nhưng mà đối với thầy đó là thầy muốn nhắc nhở các em và giúp đỡ các em thôi, muốn cho các em trở thành một cái người tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thì tất cả đều đem cái sự tình thương yêu của mình đối với các em, và mong muốn các em sẽ trở thành một cái đứa con ngoan, người trò giỏi, và sau khi trở về nhà các em sẽ thấy mình tiến bộ hơn. Các bạn trẻ tham gia khóa tu được chia thành 10 chúng. Tên 10 chúng được đặt theo tên 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ngài Đại Ca Diếp. Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Ca Chiên Viên. Ngài Ananda. Ngài Ana Lục. Ngài La Hầu La. Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Phú Lâu Na. Và Ngài Ubali. Đứng đầu các chúng là những anh chị chúng trưởng, chúng phó, được sự hướng dẫn của các huynh trưởng luôn sát cánh, nhắc nhở, giúp đỡ các bạn trẻ. Cùng với quý thầy, sư cô, các huynh trưởng, chúng trưởng, chúng phó cùng cảm hóa, uốn nắn các bạn trẻ bằng tình thương, bằng sự bao dung của Phật Pháp, góp phần hình thành và phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp ở mỗi bạn. Các bạn lớn tự giác giúp đỡ những bạn nhỏ hơn, không cần ai nói, không cần ai nhắc nhở. Tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, như người thân trong một gia đình đã lặng lặng hình thành theo cách riêng của các bạn trẻ.
lên ý tưởng và thực hiện các hoạt động năm nay. Tất cả đều bất ngờ và được sao hoàn toàn cho các bạn thông qua các anh chị huynh trưởng. Từ các hoạt động vui chơi, giải trí, tập thể hấp dẫn, các bạn trẻ sẽ có thêm nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới, trải nghiệm mới. Các huynh trưởng, chúng phó cũng không ngoại lệ. Sân khấu nào cũng nguy nga, lộng lẫy, đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Nhưng có mấy ai hiểu phía sau những sân khấu lộng lẫy đó là bao nhiêu vất vả, khó nhọc. Nhóm làm phim chúng tôi chứng kiến được sự tất bật và hết lòng của quý thầy, sư cô. Các Phật tử huynh trưởng, chúng trưởng, chúng phó, chúng tôi thấy được đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của sư trụ trì khi mỉm cười nói chuyện với các bạn trẻ. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi mới biết thêm không chỉ trong nom giấc ngủ trưa cho các bạn trẻ, giấc ngủ tối của các huynh trưởng, chúng phó chỉ bắt đầu sau khi các bạn trẻ đã ngủ say. Thường là 1 giờ đến 2 giờ đêm. Ấy vậy mà các huynh trưởng, chúng phó đôi khi vừa chợp mắt còn phải bật dậy để họp với quý thầy, sư cô nhằm đúc kết chất lượng chương trình hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống, ngủ nghỉ của các học viên trong ngày, đồng thời triển khai các chương trình hoạt động vui chơi giải trí cho ngày hôm sau. Không chợp mắt được bao lâu thì quý thầy, sư cô, huynh trưởng phải thay phiên nhau trực đêm liên tục để đảm bảo giấc ngủ và sự an toàn tuyệt đối cho các bạn trẻ. Chẳng ai nói với ai, than vãn với ai, nhưng chúng tôi hiểu, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương mà các bạn trẻ được đón nhận. Thật đáng khâm phục. Em tên là Trần Lê Thái Sơn, pháp danh của em là Trứng Thông, và em sinh năm 2000, hiện tại đang học lớp 12 của trường Trung học Phổ thông chuyên Long An. Khóa tu lần 8 năm nay thì mình đảm nhận nhiệm vụ là huynh trưởng. Huynh trưởng ở đây có nghĩa là mình sẽ cùng với các anh chị cùng ban sẽ hướng dẫn cho các bạn tu có thể có một môi trường sinh hoạt thật là tốt và thật là hạnh phúc. Thực ra thì là mình đã tham gia gần như là toàn bộ 8 lần cho khóa tu hè này rồi, và mình thấy là cứ mỗi năm thì số lượng khóa sinh thì nó cứ tăng lên, và năm nay là đạt mức kỷ lục là gần 600 khóa sinh. Thì mình thấy là khóa sinh nhiều á thì nó cũng có rất là nhiều mặt. Về mặt tích cực á là mình có thể hội tụ, mình thu hút được nhiều bạn về đây cùng nhau sinh hoạt trong một cái môi trường rất là tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng có rất là nhiều cái thử thách. Thử thách thứ nhất là khi mà khóa sinh nhiều thì mình phải tập trung và mình chăm lo cho các bạn nhiều hơn, mình phải dành nhiều thời gian cho các bạn hơn. Và thứ hai đó chính là nói chung là chăm sóc cho các bạn nhiều hơn nữa, và phải suy nghĩ làm sao mà để cùng tạo một môi trường
sự sinh hoạt thật là tốt cho các bạn. Mình tham gia khóa tu ở đây thì mình có một cái mong muốn lớn nhất, đó chính là mình muốn mọi người xung quanh, không chỉ những các bạn trẻ mà cũng như là những người đang đi học, đi làm và thế hệ trẻ tụi mình, thì mình nên có một cái cách sống hòa hợp, thân thiện, hòa đồng với lại xã hội, cũng như là tạo ra được một cái môi trường thật là tốt cho lại nhiều người xung quanh. Và điều quan trọng nhất đó chính là mình muốn tất cả mọi người cần phải là hòa đồng với nhau. Song song, hướng ngoại, qua các hoạt động vui chơi, khóa tu cũng đưa các bạn trẻ hướng nội qua thiền định, giúp các em có đủ sự tĩnh tâm, đưa đến những suy nghĩ chín chắn, chững chạc hơn. Đồng thời cũng giúp các em có đủ nội lực, đủ sự tỉnh táo để vượt qua bế tắc, khó khăn, hạn chế tối đa những hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ từ các em. Thiền định, tĩnh tâm còn giúp các bạn trẻ có thể tự chủ bản thân, làm chủ được cách sống, cách ứng xử, suy nghĩ sâu hơn về nhiều góc cạnh của cuộc sống, đưa các bạn nhận ra những lỗi lầm của bản thân để các bạn sám hối, ăn năn, sửa đổi và hoàn thiện tâm tính, bản thân trở thành một người tốt và có ích cho gia đình, xã hội. Như lời nhà sư Thích Lệ Trí, các bạn trẻ đẹp nhất là lúc đọc kinh và ngồi thiền. Đẹp ở đây không chỉ ở hình thức mà còn đẹp về cả ở tâm hồn. Tạm rời xa Facebook, tạm dừng những trò chơi hấp dẫn trên điện thoại, máy tính, cả những game show, phim hoạt hình trên TV. Nhà chùa thay thế cho các em bằng những câu chuyện hấp dẫn sau khi ngồi thiền, tụng kinh. Những câu chuyện tưởng chừng giản đơn nhưng lại có sức hút và thấm nhuần chân lý hiếu thảo, từ bi, trí tuệ của Đức Phật, nhằm tạo mỗi ngày trong khóa tu là những điều mới mẻ, những bài học bổ ích, chứ không phải là những khoảng thời gian vô vị qua ngày với thiết bị công nghệ, máy móc vô tri. Thì Thái tử người để nói, ông kia nói một hồi, Thái tử mới hỏi: bây giờ á, tất cả các quan hãy xem một cái người á, là bảo vệ sự sống, đem đến sự an lành cho người khác, với cái người á, là hủy hoại sự sống, đem đến sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác, thì cái người nào đúng?
với ai thắng? À, như vậy cả quan văn quan võ tất cả mọi người đều vỗ tay và ủng hộ thái tử. Việc nâng cao sức khỏe và an toàn cho các em cũng được nhà chùa quan tâm không kém. Các buổi học về kỹ năng tự vệ được nhà chùa chăm chút sao cho đơn giản, dễ hiểu và phù hợp nhất với tất cả các bạn trẻ trong khóa tu. Quý thầy, sư cô nơi đây luôn muốn các bạn được an toàn tuyệt đối, có thể tự chủ động bảo vệ bản thân trước khi bước vào xã hội xô bồ. Sư Thích Lệ Trí còn thay vào các bài thể dục truyền thống thành các bài quyền trong võ học căn bản của Thiếu Lâm, tốt cho sức khỏe không kém. Tuy lạ lẫm nhưng cũng không ít phần thú vị vào mỗi buổi sáng. Kết hợp cùng cảnh quan phong thủy tuyệt vời của chùa, cỏ cây xanh mướt, những đóa hoa khoe sắc rực rỡ, nhánh sông dịu dàng, những cơn gió mát và bầu không khí trong lành chen lẫn vào tiếng nói cười của từng bạn trẻ. Có lẽ chỉ bầu không khí trong lành, vui tươi này, chỉ những hoạt động ngoài trời bổ ích này mới có thể đưa đến cho các bạn trẻ cảm nhận sâu sắc nhất về nét đẹp khó tả của thiên nhiên. Để các bạn trẻ biết bảo vệ thiên nhiên, môi trường, cũng là bảo vệ nguồn không khí trong lành, bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ quê hương của chính mình. Để thay đổi một con người. Thế nhưng, chúng tôi đã thấy được những cảm nhận sâu sắc theo chiều hướng tích cực của các bạn trẻ trong các bài viết về cảm nghĩ khóa tu. Về những lá thư các em viết cho cha, mẹ. Các bạn chăm chồng các bạn, nhưng tại sao bây giờ mình không
Nước mắt đã lan trên má khi các bạn trẻ đọc quyển kinh Vu Lan trên tay. Nhiều gương mặt nghẹn ngào, cố nén lệ lại. Chắc vì phá phách, vì chưa ngoan, vì nhớ thương cha mẹ khi cầm ngọn nến thiêng liêng tri ân bao công lao khổ nhọc của đấng sinh thành. Những lời giảng, lời kinh thật ra chỉ đơn thuần là những câu chuyện, bài học, nhưng sao thâm sâu quá, dễ hiểu quá và lắng đọng trong tâm hồn người ta nhiều quá. Tuổi trẻ mà, các sư thầy, sư cô luôn muốn các bạn vui chơi hết mình, học tập cũng hết mình. Nhưng thôi, riêng đêm nay, đành để các bạn buồn, các bạn khóc cho thỏa. Khóc để biết ăn năn, buồn để biết nhìn nhận cái sai, cái chưa tốt của bản thân, mà chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Qua những giờ tĩnh tâm là lúc các bạn trở về đúng với tuổi trẻ thanh xuân của bản thân. Mỗi ngày ở chùa là các hoạt động tập thể, các trò chơi lớn khác nhau. Các bạn trẻ được thể hiện bản thân theo cách lành mạnh nhất trong khuôn viên nhà chùa. Và đặc biệt là trên sân khấu ngoài trời nằm cạnh con sông Vàm Cỏ Tây thơ mộng mà hiếm nơi nào có được. Từ đó,
Có thể tin nổi các hoạt động mua sắc màu này được chính các bạn trẻ tổ chức thực hiện chỉ với những vật liệu thô sơ tìm được xung quanh khuôn viên nhà chùa. Sơn chùa tĩnh lặng, yên bình nơi đây đã được tự tay các bạn trẻ biến thành sân khấu, thành sàn catwalk cho show văn nghệ hoành tráng của chính các bạn. Có chứng kiến mới thấy các bạn trẻ giỏi giang, tài năng và sáng tạo đến mức nào. Các anh chị huynh trưởng, chúng trưởng, chúng phó cũng không kém phần nhanh nhạy, đa tài. Vừa quản lý các bạn, vừa quản trò. Vừa suy nghĩ ra các trò chơi, vận dụng các trò chơi vào thực tế. Vậy mà, các huynh trưởng, chúng trưởng, chúng phó còn lên cả ý tưởng và thiết lập các tiết mục cho thành viên trong chúng của mình tham gia biểu diễn văn nghệ. Thậm chí, vài bạn chúng trưởng có má văn nghệ
cũng bon chen trên sân khấu với các tiết mục cực kỳ hấp dẫn. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhóm làm phim chúng tôi như ngợp bởi sức trẻ. Bởi sự yêu thương, cho đi không toan tính. Và cả bởi sự tài năng, sự tinh ý của các bạn trẻ trong khóa tu. Càng trải nghiệm với các bạn trẻ, mới càng thấy mình già nua, nhỏ bé. Em tên là Nguyễn Hoàng Khang, năm nay em vừa mới thi tốt nghiệp lớp 12 và em 18 tuổi. Sở thích của em thì có rất nhiều, như là âm nhạc, chụp ảnh hoặc là nhảy. Em tham gia khóa tu lần này là lần thứ hai. Lúc đầu thì gia đình có giới thiệu cho em về chùa Long Phước để cho em có thể vào đây sinh hoạt. Lúc đầu thì em cũng chưa có đồng ý, nhưng mà từ từ vô đây em mới cảm thấy là nó thú vị. Với lại mình được sinh hoạt như thế này thì nó rất là vui. Và lần thứ hai đây thì em đã tự tìm thông tin ở trên Facebook về khóa tu của chùa. Nên là lý do em muốn tham gia khóa tu vì em muốn sinh hoạt trong một cái cộng đồng có nhiều người với lại bạn bè để có thể cùng nhau trao đổi và học hỏi lẫn nhau những việc làm tốt đẹp. Em muốn tìm cái giá trị gì đó ở trong đây, bởi vì chùa là một nơi trang nghiêm và những người năng động thì thường sẽ không đến đây để trao đổi với lại nhiều người, nhưng mà riêng bản thân em thì khác. Em muốn vào đây với một cái cá tính năng động như em thì em có thể giúp đỡ cho các bạn cùng nhau năng động để vui chơi thoải mái trong 7 ngày mà tu ở chùa. Về các công việc thì nói chung là nó vừa sức với em, nó cũng không có khác công việc gì nữa ở nhà. Như lúc đầu em vô thì có chút bỡ ngỡ, nhưng mà dần từ từ thì nó không còn nữa. Nếu như mà có thời gian thì em sẽ tham gia, và có thể là em sẽ kêu gọi các bạn hoặc là em trong gia đình của mình để tham gia khóa tu này, vì nó rất là bổ ích. Theo em nghĩ là chùa của mình còn nhiều sức trẻ nữa, bởi vì có nhiều bạn rất là năng động chứ không phải là bị thụ động. Nhưng còn riêng những bạn thụ động khi bước vào đây, có thể là các bạn khác sẽ giúp đỡ cho các bạn bị thụ động thêm tự tin và hòa động hơn, chứ không có bị thụ động và nép mình vào một chỗ. Bình, hôm nay em 17 tuổi, em ở Kiến Tường, thị xã Kiến Tường. Em học ở trên trường chuyên Long An và học lớp 12. Dạ, đây là lần đầu tiên em tham gia khóa tu. Thì bạn của em là đi khóa tu này đã 4 năm rồi, nên là bạn mời em đi tham gia cùng bạn. Em cảm thấy là mình học được rất là nhiều điều ở trong khóa tu về kỹ năng sống, về cách chơi để hòa đồng với lại mọi người, và học được rất là nhiều thứ từ các thầy, các anh chị em trong chùa. Dạ, em chưa có học múa, thì tại vì có bạn chung trường với em á, bạn đó học múa rất là lâu rồi, và bạn đó chỉ em những cái động tác múa, thì em nhớ lại và múa theo những cái động tác của bạn đó đã chỉ. Dạ, thì đến bây giờ thì em thấy không còn khó khăn nữa. Những ngày đầu thì em thấy khó khăn trong việc ăn uống, tại vì đó giờ em chưa có ăn chay bao giờ hết, mà bây giờ lại vào chùa ăn chay đến tận 7 ngày. Nhưng mà ăn được thì từ từ cũng quen.
nên là bây giờ em đã không còn những cái khó khăn đó nữa và cảm thấy rất là vui khi ở đây. Thì ra đi tu đâu phải nhàm chán, khô khan như người ta thường nghĩ. Được học, được thỏa sức vui chơi. Tuy chơi mà học, tuy học mà chơi. Thì ra, tu là chuyển hóa cuộc đời, từ si tham hận thành người thiện lương. Thật sự thì khóa tu lắng đọng lại trong nhóm làm phim chúng tôi quá nhiều cảm giác lạ. Ngọn lửa trại đêm nay sao thật đẹp. Có lẽ nó không chỉ cháy rực rỡ mỗi đêm nay, mà nó sẽ còn cháy mãi trong tiềm thức của các bạn trẻ, như ngọn lửa của tuổi trẻ, của tình thương và của trí tuệ. Thì đã chuẩn bị rất là nhiều phần quà cho các bạn, ai cũng có quà hết. Các bạn cũng đang có quà, các bạn quậy thì cũng có quà, tại vì các bạn đã cố gắng trong những ngày qua. Tí nữa là các bạn không được nghe lời nói, một năm sau các bạn mình mới được nghe nha. Thank you.
Hồng Kim Ngân, hiện là 15 tuổi. Tu thật sự rất là vui. Lúc đầu thì con rất là muốn về nhà, nhưng mà khi ngày cuối cùng còn lại đây thì con muốn kéo dài thời gian hơn em. Tại vì bạn bè ở đây rất là hòa đồng, yêu tính nên con muốn trở về nhà. Nhưng mà cái tu này thực sự rất là có ý nghĩa, bởi vì được gặp nhiều bạn mới, mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng với nhau. Nhưng mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng, con cảm thấy rất là buồn vì phải sắp xa bạn bè. Mọi người ở xa đến đây, con cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Nhưng một phần khác thì con cũng rất là nhớ gia đình, cũng muốn trở về với mọi người. Con muốn nói với ba mẹ rằng con xin lỗi, không phải gian qua con đã làm ba mẹ buồn rất là nhiều. Nên ba mẹ con đặt có hy vọng vào con không muốn ba mẹ phải buồn. Con muốn quen biết thêm nhiều bạn mới và tìm hiểu mọi người thêm, và học được rất là nhiều điều bổ ích ở trong khóa tu này. Dạ em tên là Đông Thị Mộng Nhi. Nhà em ở xã Tân Thành, huyện Tân Thành. Nhà em thì năm nay lên lớp 12, học ở trường Trung học Phổ thông Tân Thành. Đi tới ba mẹ là ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm. Và sau đó là em thương ba mẹ con gái thì nói là con khóa tu rất là lâu. Thì em về ba mẹ những món quà mà hôm nay em nhận được, và nói với ba mẹ là con hứa từ đây con sẽ ngoan thực hiện theo những gì mà lời Phật đã dạy. Cảm nhận của em về khóa tu này thì hai chữ thôi là tuyệt vời, khóa tu rất là hoàn hảo. Thì nếu như có cơ hội thì năm sau em cũng muốn là được tham gia khóa tu mùa hè vừa luôn một lần như vậy nữa. Em đến khóa tu lần sau thì em sẽ cố gắng học hỏi cả những gì mà khóa tu lần này chưa hoàn thành được, và để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn như là Đức Phật dạy. Thank you.
sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, chết đuối và nơi thương cùng ngày mới tươi lớp xa là không quên rồi, làm quên mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không tìm đến, qua đi bao vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng như vậy, hãy lưu lại sau trong trái tim này. Lần thân đi trên con đường vắng, nhìn cánh phương hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lá hồng vui giờ chia tay rồi, cho tình yêu thêm nay này một chút thôi. Để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi ta chỉ. Tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt rồi, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên xin chào. Tạm biệt rồi, tạm biệt. Tạm biệt trên đời này, bye bye. Khi về sân trời khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn than ghê đã. Bạn với tôi mỗi người một cung trời, dù xa trong tim nhưng tôi vẫn không khóc. Nước mắt từng tuôn trào khi xung quanh bạn đâu có tôi, dù lòng vẫn vững tin trong đời. Trên con đường vắng nhạt cánh phương hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học cũng dần chia tay rồi, chân tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt xa rồi bằng đường quên. Tạm biệt, tạm biệt mới là người bạn thật nhé. Tạm biệt rồi, tạm biệt xa rồi bằng đường quên tôi. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Qua đi những giấc mơ học sinh tôi yêu, để tôi ngủ ngơ vẫn thương nhớ. Tiếp lại một hát lời nào các bạn ơi, đau vẫn còn vẫn không giờ đâu. Dẫn chung giờ không một sao, còn hàng ghế và tôi một mình lẻ loi. Tạm biệt từng lớp học một giờ chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi. Để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau. Hát lên nào các bạn. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt với nhau khi ta chưa. Tạm biệt, tạm biệt mai là người bạn mới nhé. Tạm biệt, tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Và tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt nhé. Bye bye. Thời gian sao trôi qua thật nhanh, hôm qua còn đây bao nhiêu niềm vui ta dành nhau chiếc trang chiếc gối. Lát thang dầu quanh gốc sân chùa ta bình yên tĩnh tâm, thôi tạm quên được hơn dành tranh ở trong thế gian. Gió nhẹ lây hạt dưa nó sẽ nghe say hô hô chú nhóc nhỏ trẻ quanh tan trẻ cười nói. Vòng xương tô đẹp phong lang đó mà tuyệt vời. Kìa tân hát cơm ta cùng ăn, tung chung bao bài kinh, cùng ca bao khúc ca và cùng bay với bao điều nhảy. Tiên hét hò, thời trang đàn ca lửa bay. Tiên nất kỳ, hiệu kinh vô lan bố hiếu, còn lắng trong hồn ta bao tình thương. Tuổi trẻ muôn tài năng, muôn trí tuệ. Bạn ơi hãy nhớ những lúc ta ngồi chung bên nhau, ta đổ vui bên nhau, vai kề vai bước qua khó khăn, sẽ chia từng chút kiến thức nuôi thiên tâm trong ta, nuôi tình thương bao la. Giờ là những phút tiếp nối nhau.
nhân ngày ta bên nhau xa rời nơi thân quen. Sao lại tôi nứt đôi khóe mi? Chậm lại thời gian xin thôi trôi vội như sao băng phút quá xa. Ngọn tre ngà đông đưa trước gió khẽ kể câu chuyện còn thỏ thẻ. Hôm qua còn ngồi bên nhau cười với nhau nhưng giờ chắc có lẽ bữa tiệc vui cũng phai tàn. Thời gian trôi mọi thứ dường như đã được an bài. Mọi thứ dường như đã được an bài. Khi ta còn trẻ, ta cứ đi để khi bạc đầu. Chẳng tiếc chi cứ để hôm qua đẹp trong ký ức. Mãi thổn thức từng khắc từng giờ. Ta biết buồn, ta biết vui, biết học cho đi. Trước khi nhận lại từ những gấp gáp hôm qua, ta học được cách nhẫn nại. Đám nhóc hôm nào còn vui chơi, giọng nói tiếng cười chạy muôn nơi. Trong sân chùa từng câu vui đùa ấm áp tình thương như biển khơi. Muốn hét to lên biển ơi, bầu trời ơi, mặt đất ơi. Đừng để ta quên những gì quý giá hôm nay. Những gì quý giá ta học được gì từ những điều trải nghiệm. Những đường lối tư duy này như có ai điểm. Góc nhìn bản thân hôm nay như được ai mở thêm. Tuổi trẻ, tình thương, trí tuệ. Nhường nhịn sẽ chia cội nguồn bên giác ta tìm về. Bên giác ta tìm. Bạn ơi hãy nhớ những lúc ta ngồi chung bên nhau. Ta đùa vui bên nhau. Quay kề vai bước qua khó khăn. Sẽ chia tuyến chút kiến thức. Nỗi thiền tâm trong ta. Nỗi tình thương bao la. Giờ là những phút tiếc nuối nhân ngày ta bên nhau xa rời nơi thân quen. Sao lại tôi nứt đôi khóe mi? Chậm lại thời gian xin thôi trôi vội như sao băng phút quá xa. Bạn ơi hãy nhớ những lúc ta ngồi chung bên nhau. Ta đùa vui bên nhau. Quay kề vai bước qua khó khăn. Sẽ chia tuyến chút kiến thức. Nỗi thiền tâm trong ta. Nỗi tình thương bao la. Giờ là những phút tiếc nuối nhân ngày ta bên nhau xa rời nơi thân quen. Sao lại tôi nứt đôi khóe mi? Chậm lại thời gian xin thôi trôi vội như sao băng phút quá xa.